Ok, và ta sẽ đến với trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ tư. 2-1 về C nghiêng về Liên Quân Game TV cũng tiểu bàn thầu thôi. Đến với trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ tư thôi, dường như là đội bạn cũng tơn reset máy. Đến mới lâu đến như vậy. Ta sẽ đến với trận đấu thứ tư luôn. Và nghe vẫn đang nói gì đó. Rồi chạy thôi. Bên kia bây giờ mà cho Son Katha Gredek nữa thì buồn cười lắm này. Cao thủ xuất hiện và anh em chuẩn bị đi. Rồi. Rồi như vậy là cho Son đến từ Mạnh Hào. Egypt Mark Baby Egypt là của phía đối phương. Còn bên mình là hai Baby một Mark một cho Son, bên mình ngu hơn rồi. Yugi cầm Egypt. Gunny cầm Baby. Hehe cầm Mark C và cho Son trong tay. À xin lỗi là Egypt nữa, tay Hoàng CN. Bạn hay Egypt một Baby một Mark. Bên mình Mạnh Hào cầm quân ngu nhất cho Son. U98 cầm Babylon. Thầu cũng cầm thầu cầm Mark C và sẽ cầm Baby nữa. Vậy bên mình hai Baby một Mark một cho Son. Đời 3 yếu hơn và đời 4 cũng vậy. Trận thiếu đầu tiên trong trận đấu thứ tư. Chúng ta đang thắng 2-1 trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Một tình huống reset máy thành công dành cho các anh thủ bên phía team Liên Quân Secret cộng Gunny. Cho Son một mình một chỗ đến từ Mạnh Hào và khả năng kẹp xăm giữa nhà Mạnh Hào và nhà game thủ U98 là có khoảng trời bao la giữa hai nhà. Đây là màn máy của game thủ chim sẻ cầm Babylon ở đầu cánh. Đây là màn máy của game thủ tiểu màn thầu Mark C ở trong cánh. Khả năng thầu sẽ dâng lờ lên cho chim sẻ. Rồi, chúng ta đánh cung. Đây. Rồi. Như vậy là không chết dần và chúng ta đang tự tin trận đấu này thắng. Đợt này solo sư tử không chết dần nữa rồi. Và con sư tử, con dân ít máu kia bố bảo không dám đi dò nữa. Ở giờ đi dò con đấy kiểu gì cũng lan ra ngoài. Thấy một bầy hiêu dành cho chim sẻ rồi. Bầy đầu thì không thể lùa về được. Quá là nâng cao. Hai dân đi dò. Thấy thêm bãi quả phụ sát mép bản đồ. Hay dò lỗ bãi quả này lắm này. Không, như nó không gần nhà chính như này thì khó lỗi lắm. 14/16. Thấy rừng rồi. Nhưng mà vẫn đang thiếu đồ, thiếu một đồ nữa thôi. Bây giờ mà có đôi voi thì còn ngon này. Còn không có đôi voi thì kích đời muộn lắm. Rồi thêm bãi quả phụ nữa, ok. Đây là màn máy của game thủ tiểu màn thầu. Thầu cầm Mark C. Một voi về nhà chính và có quả phụ như thầu rồi. Rồi. Lên dốc đến sẻ. Rất may là không chết dân. Trận này thì có vẻ giữ dân ổn rồi đấy. 19/20. Ad đầu nhân đôi ăn cả hiêu cả rừng. Đút nhét hai nông dân vào bên trong. Đến phi và hiêu này thôi. Đút nhét với cả rúi là sở trường rồi. Đục đủng cái kiểu gì đấy. Hiêu đầu, hai quả phụ và một quả đầu. Đây là U98, ba voi đang câu về. Một con đang ngáo ngơ. Ăn thêm ba quả phụ thì U98 trận này chỉ tám đánh cung rồi. Nhà nhìn qua thế nhà thì cũng được đấy. Ai quên hát ông đẩy vào giữa nhà Hào với nhà U98 nhưng có kẹp xăm không kìa. Đây là màn máy của anh thủ Mạnh Hào. Anh cầm cho Son. Ôi voi về nhà chính rồi. Như vậy Mạnh Hào bãi quả hướng về nhà U98 thế này chắc là cũng không kẹp xăm đâu. Rồi bạn sẽ từ 3 giờ lên 12 giờ. Đây là màn máy của anh thủ tiểu bản thầu. Rồi như vậy là thấy nhà lồi lồi ra giữa bản đồ thì không biết là nhà nào thôi. Đang dừng dân để chờ thực kích đời. Và game thủ tiểu bản thầu sẽ kích đời ở 8:40 và 8:39. Dâng lờ cho chim sẻ đi nắng trong trận thiếu này. Cố lên này anh em. Và một lần nữa xin nhắc lại cho quý vị khán giả và các bạn biết, anh em đỡ phải hỏi nhiều. Con số may mắn buổi chiều ngày hôm nay 22. Rồi đồng chí nào còn đang ăn cả sư tử ở đây đây.
xem màu mấy nào. 1111111 Egypt đầu cánh đang đóng BB. Thì bảo vệ Max C thế đầu cánh anh ấy. Khả năng đầu cánh anh là rất cao, cái này Egypt đầu cánh rồi. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện rồi, cái thủ tiểu bàn thầu Mạnh Hào lên đời chưa? Đây Mạnh Hào cũng đang chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Bên mình thì toàn cung baby thôi. Bảo vệ là Max C đội bạn lên siêu sớm. Hè hè. Rất rát. Còn Max C của Hè tí nó đâm đi thì nó rủi cho. 15x này cho Mạnh Hào. 25 dân của Trò Son. Công giáp cho ngựa giò và ăn vàng. Cơ cấu vãi vàng nhìn cũng khá là ngon. Rồi ok. Đúng là Hè đầu cánh rồi. Nó vừa chạy giò qua bãi quả của anh đấy. Hào này gặp Hè nên là vẫn đang bị Hè xúc cho cũng túi bụi rồi đấy. Egypt của Yugi đánh chém 3-7 tốt đấy từ Mạnh Hào. Và mấy bướng này, cái thằng He này chết một dân kìa. Xây 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 rồi, mày chẳng bị nó lên đời rồi nhá. Ở mất giò rồi là tươi rồi. Ăn được 2 dân đến từ He, con giò công giáp đầy đủ và nằm xuống. Rất tốt. Tình huống lừa tình đến từ Mạnh Hào và ăn được giò của He. 7E bo nhỏ như bãi gỗ. Ok. 1L thôi, 1L bánh xe bài này đến cho Mạnh Hào. Quý bãi vàng có cần bo lại nữa không? À, như vậy là vậy e xuyên đã đi tìm dân đây rồi, mày chờ đấy Hè ạ, sắp chết đến nơi rồi đấy. Hai cái ruộng kín ở đây dành cho Mạnh Hào, chỉnh lại dân ăn vàng. Con giò đang đứng rình, đừng có ra vội, từ từ đã để thấy xem nó chém ở đâu thì nó chạy. Ngựa chém mình sắp ra rồi, 95% rồi. Rồi thả vào đây ăn tạm 5 dân nó đi. Bằng Hè xin con giò mới à. Ghê đấy. Vâng thôi đi. Anh không được máy xe anh Hào nâng chưa? Vâng trẻ em đang xin bắt đầu vào chơi Hè tơn này. Còn Hè thì đang chọc ruộng của Mạnh Hào. Rồi có bánh xe đi ăn hoang trên bầy hiêu. 4 con Hè chết 5 dân rồi. Tốt. Cánh bên kia game thủ tiền bàn thầu. Tham lai là 27/32. Đối đầu với Yugi là người cầm Egypt đánh chém. Và thầu đang chém ở đây những con chém của Max Cero nhàn. Yugi đóng cái nhà gì này, BA. Và có bánh xe luôn rồi, và chém nông dân Yugi thì 2i dành cho game thủ tiểu màn thầu. Có bơm rồi. Đóng xong y và thầu bơm cho xe 100 gỗ. Đây là máy máy của game thủ chim sẻ nắng Babylon. 30/56 và đang bị Yugi chém thẳng vào luôn. Bài sẻ đánh loang quang. Bo nhỏ gom quân. Ôi ngay trước mặt là chim sẻ nắng là Yugi luôn. U98 bị ai đánh chứ em ơi, nói lên. 39/48 như vậy vẫn đang khỏe. Có cần chuyển A luôn không anh Hào ơi? Vâng, như vậy là Maxi đánh 2L thì không phải chuyển A vội. Châu quân ra nào. Vâng, này ra mớ ruộng cho U98. Kín luôn. Đẩy tân đầu đi, xem chỗ nào bo nhỏ để bắn hộ này. Bắn máy viên thủ Mạnh Hào. Vâng, như vậy là 2L đến từ He và chém là cực kỳ đông. Càng đấy, nó đông chém lắm nhá. Hào thủ y mà vẫn còn bị chém bay bãi gỗ này. Đóng thêm một bi nữa này cho cái thủ Mạnh Hào ở bên ngoài. Và bây giờ thì sẽ là đến lượt bãi vàng của anh được chơi vào. Bộ mấy? Gunny à? Hay là Hoàng Công Nghiệp? Và Gunny đánh thẳng cung A. U98 đã bắn được bãi vàng của đối phương rồi. Nhưng Mạnh Hào đang đi khổ. Mạnh Hào đang bị game thủ He chém cho giật dẹo lên giáp em ơi. Nó đông chém lắm. Đủ lực cái kích một cái giáp cho anh. Và bây giờ thì He đã đen bãi gỗ để chạy ra ngoài kìa. Cẩn thận rừng thủng không? Sát mép bản đồ kìa. Cái rừng thông của em ở trên ấy. Tham lai là 57/72. Hở bên kia. Ờ kín rồi à? Ok. Rồi bắn nốt bãi vàng này nào. Đây là bãi vàng tiếp theo của He bị chơi. Trở lại với cái bên kia game thủ tiểu bàn thầu. Vâng, thầu đang đâm đi túi bụi vào nhà của người cầm Egypt game thủ Hoàng CN. Còn màu 3 thì lên thẳng cung A và đang thủ cho nhà của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Thủ Y Max C. Cung A Babylon. Bài màu 4 yếu thôi. Có màu 3 gắn đi khỏe thôi. Các bạn đang cố gắng rỉa cho con Y của đối phương. À xin lỗi, rỉa cho con Y của game thủ tiểu màn thầu. Bị đốt 2 Y này rồi. Trở lại màn máy game thủ U98.
59 trên 68, à, trên 88. Chim sẻ. Vâng, tham lai 58. Cũng đã là cung A hai áo dành cho game thủ chim sẻ nắng. Cố gắng phát triển khỏe ra nào, dừng xấu để chuyển cung A luôn để vẽ được nhiều ruộng hơn. Thông tin bảo vệ là 98 là to nhất cái bản đồ này. Tốt. Bộ 3 đánh thẳng cung A mà. Tăng A đấy sẻ ơi. Đây này, u rồi, có một con đông phết đấy, không hề đơn giản đâu. Sát mép bản đồ thì thầu. Đây là tiểu bản thầu, tham lai chỉ còn là 9, Mark C đã bắt đầu mất tham. Còn đây là màn hình máy của game thủ U98. Em cầm Babylon mà tham lai là 72 trên 96. Bung ra khỏe lên nào em. Xem he có dummy không? À mà he hết dân rồi, không sợ đâu. Đội bạn sẽ không dummy vì cung R đội bạn tuyển hơn. R Egypt, cộng với đó là Babylon của Gunny còn lên cung A nữa. Cơ cấu bung nhà chính cho khỏe nào, đào vàng các kiểu lên đi. Chặt cô hai lên chưa? Vâng, chặt cô hai rồi. U98 không sợ. Một là sóc dần, hai là đi áp lực đi. Vừa sóc dần vừa áp lực cũng được. Vâng, như vậy là bắt nốt kinh chém của hè. Đâu? Nào bảo vệ hè chỉ có 78 con chém rồi đây rồi. Tăng A lên, bắn lên. Rồi. Vậy em vào. Bắn nốt tên này rồi đi. Ờ, nó có chục con đấy. Vâng, đã bung thêm nhà chính nhiều 8 và dần đang xong cả mớ. Kìa. Rồi, vậy cái ruộng lại được rồi. Rồi, đi quân ốp đi. Tên tiếp theo ở nhà nở ra là được. Bung nhà chính, nhà đào vàng thì U98 tăng thêm 1 cây A. Đi tất tay quân được. Tên tiếp theo nở ra thì thủ trước he he. Anh kia vẫn thủ thoải mái thôi. Đi 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 đi. Nâng cấp đào vàng luôn thì U98 sóc dân ở cái nhà chính ra kia. Đi tất rồi, đi tất rồi. Sóc dân ra nào. Tăng thêm A. Vâng, đã muốn áp lực vào nhà game thủ Gunny trong tình huống này. Đồng đội có vàng bơm cho màu 6 tí nào. Vâng, màn máy của game thủ chim sẻ nhà. Đồng đội sẽ búp đồ sẽ kích 4 luôn. Kích rồi. Đây này, nó đang đục vào nhà sẻ này. Dân của thầu sẽ chết thôi thì đơn giản là không bánh xe. Sau thêm cung A là cung 4 thành công với cái tham lai là 8x của mình. Còn U98 sẽ là người đi đánh gắn đi. Chúng ta sẽ xem màn máy U98. Và đây là những nông dân của màu 3 cái thủ gắn đi. Kích đầu máu, kích bản đồ đi 98. Rồi, đang kích đầu máu rồi, ok, vào đi. Vâng, màu 1 đông đấy, màu 1 sang to phết đấy. Vâng, đang ốp vào tên này. Vâng, kích bản đồ U98 với Gandhi không có quá nhiều quân này. Nhưng màu 4 đang về cứu, lên 4 xăm rồi. Bản đồ 4 rất nhanh. Kìa, bắt màu 1 nha. Rồi, cũng là giáp 2 cho U98. Không thì đẩy màu, không đẩy được màu 3 thì đẩy màu 4 được không em? Sao màu 4 mà đẩy, Egypt nó vừa sắp một đơn dân đấy. Lùi cung R lại và thủ tên này đi. Cẩn thận ruộng bị chém nhá. Bắt lạc đà và cung R của game thủ Yugi. Bài đấu mà Egypt đánh chém chuyển cung R. Chắc rồi đến lạc đà kẹp cung R và he he cũng vào đây để ngoáy thủng rừng rồi kia. BC2 luôn thành U98. Vâng, he he cũng đã đến đây rồi. Sắp thêm quân ra nào. Khả năng cao U98 phải kéo quân về, kéo về nhanh nhanh lên. Bạn khá đông chém. Tên này U98 kéo về thủ nhà thoải mái. Lên giáp 4. Rồi 7E chặn lại. Bắt đi em ơi. Bắt tên này, bắt hết luôn đi. Kìa 7E sắp mép giữa hai cánh rừng vào. Ở chỗ này kín này. Đấy. Rồi thông tin báo về là hot đẩy thẳng cái thủ chim sẻ đi nào. Tên này U98 đang muốn bắt quân của đối phương. Đây rồi, đang bắt màu 2, màu 1 đây rồi. Sắp tân dân đi 98. Tham lai đã 1 lít thì U98 rồi, cơ cấu lại dựng nhanh nào. Đây là máy máy của chim sẻ đang hứng chịu tơ đẩy của đối phương. 111 trên 120 trên 132. Và đứng cung A từ xa để bắt hot. Và chưa được. Cái này là bạn đông quân sẽ thủ ta. Và cung A sẽ bắt đầu bắn ra lửa để màu 4 đẩy đây. Nhưng mà đang có không quá nhiều hot. Thêm một con hot nữa đẩy lên rồi. U98 sẽ lên 4 luôn đi. Đây là một thế trận đời 4 rồi. Đóng ca đấy thì chim sẻ nào. Đóng ca này để dọa đội bạn thôi. Thực ra sẽ sóc ca ở trong này. Thêm hot ra đi.
vì bảo vệ Egypt hoàn cũng được 80 dân. Tính rồi rồi. Trẻ, cho 98 tí thịt kích luôn. Tham lại cân thôi. Egypt lên 4 là cũng căng đấy. Bơm đồ cho 98 kích 4, tham lại sẽ chỉ là 1 lít. Bây giờ thì K sẽ được xin ra để thủ nhà. Bên mình đánh đời 4 thì là 2 baby, 1 max C, 1 cho son. Thâu phải hồi. Bằng nhà sẻ này mà bị Egypt nó đạp vào thì cũng là nát gào. Thật nhiều hot này sẻ. Và đội bạn bắt đầu chuyển hướng đẩy nhà U98 rồi. Đây là máy máy game thủ U98, 130 trên 144. Và như vậy là Egypt đẩy sang nhà U98 với những con, xin lỗi là baby đẩy sang nhà U98 với những con hot như C. Phải cố gắng lùi lại để thủ thôi. Thứ 4 chưa? Bây giờ thì lùi hết dân lại đi. Còn kiểu baby hot với bạn đẩy đến mà U98 chưa lên 4 xong. Lùi cung bờ lại đây. Để cho mày đẩy Egypt bên kia của Hoàng Công Nghiệp. Chứ nếu không để Egypt lên 4 thì 2 baby không thể nào mà đánh nổi. Cũng cần phải đóng ca ra kê dần đi U98. Và nó đẩy có hơn kích hot. Rồi lên 4 xăm thì U98 rồi, sắp turn hot ra đi. Rồi nâng cấp công nghệ xong hot. Nhưng mà phải đi ăn vàng nữa. Bảo vẽ thêm ruộng mới cho U98. Rồi bạn bắt đầu bật nature lùi lại luôn. Bật nature lùi lại luôn, nó đang mất tay. Người ta sẽ đến với mày máy của thủ chim trẻ. Đây là trẻ 118 trên 136. Bóng 1 lao vào cuối. Rồi tự tin bung nhà chiến ở đây luôn. Đôi luôn đến từ đối thủ Hoàng CN rồi, chẳng quá. Egypt để đạp đôi thì đúng là quá khó luôn. Hai cái hot baby lon mà gặp đạp đôi Egypt thì nát gáo thật. 98 thì vẫn thủ được thôi. Lên giáp 4 đi. Đúng ra đang phải kê cả hot và cả đạp đôi luôn. Cả voi bắn nữa. Một trăm ba mươi bốn trên 140 rồi, cái thủ chim trẻ này đang. Và bây giờ thì chúng ta đạp đôi Egypt bắt đầu lao vào bên trong. Đang cháy ruộng rồi trẻ ơi. Cháy đâu cứ trèo nhỉ. Rồi giờ bạn nào đã đi sai rồi. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ tư dành cho Liên Quân Secret cộng Gunny. Chúng ta để thua trận này rồi. Egypt lên 4 thì khó quá.